Tập 6, Nguyễn Công Trứ bị vu cáo giáng chức làm lính canh. Từ năm 1843, nước Đại Nam chấm dứt việc cai trị xứ Chân Lạp, rút toàn bộ lực lượng về An Giang, giải quyết một vấn đề lớn của quan hệ Đại Nam và Chân Lạp. Nguyễn Công Trứ được phục chức ngay sau đó. Tuy nhiên, sóng gió vẫn tiếp tục xảy ra với vị quan Thanh Liêm ngay thằng này. Với cương vị mới là tuần phủ tỉnh An Giang, Nguyễn Công Trứ tiếp tục công việc tiễu phạt, chặn đánh giặc ngoại bang xâm lấn ở phía tây nam đất nước. Vào năm Thiệu Trị thứ ba, tức năm 1843, ông được thăng chức tham tri bộ binh. Đến năm 1844, 67 tuổi, một biến cố lớn đã xảy ra với Nguyễn Công Trứ, xuất phát từ mâu thuẫn với Nguyễn Công Nhàn. Trước đó, khi Nguyễn Công Trứ làm tham tán, thì Nguyễn Công Nhàn chức sắc thấp hơn. Sau này Nguyễn Công Trứ làm tuần phủ An Giang, thì Nguyễn Công Nhàn chức sắc cao hơn, làm tổng đốc An Hà. Vì thế Công Trứ có phần bất bình, Nguyễn Công Nhàn biết điều đó nên ngầm hại ông. Nhân dịp Nguyễn Công Trứ lo việc khơi sông, thì có người phát hiện 4 chiếc thuyền buôn lậu thông hành trên sông. Nguyễn Công Nhàn vu cáo rằng 4 người này là do Nguyễn Công Trứ phái đi và tâu sự việc lên vua. Vua cho người ngầm tra xét và biết được Nguyễn Công Nhàn vu cáo, lập tức giáng chức Nguyễn Công Nhàn. Đồng thời Nguyễn Công Trứ có sơ suất nên bị cách toàn bộ chức tước, cho đi làm lính biên thùy tỉnh Quảng Ngãi. Khi thấy Nguyễn Công Trứ 67 tuổi, mặc áo lính đến trình diện, các quan tỉnh Quảng Ngãi tỏ ra rất áy náy. Xin chào ngài tuần phủ, chúng tôi thấy ngài mặc áo lính như thế này thật áy náy vô cùng. Người đâu mang quan phục ra thay cho ngài tuần phủ ngay. Không được, xin các ngài cứ để vậy. Lúc làm đại tướng tôi không lấy làm vinh, thì nay làm lính tôi cũng không lấy làm nhục. Người ta ở địa vị nào có nghĩa vụ đối với địa vị ấy. Làm lính mà không mang đồ lính thì sao gọi là lính được? Việc bị cách chức làm lính canh ở biên thủy là điểm đáy trong hoạn lộ của Nguyễn Công Trứ. Vì hiểu lòng liêm khiết của ông nên một năm sau đó, vua cho Nguyễn Công Trứ được khởi phục làm chủ sự bộ hình, quyền viên ngoại lang. Năm 1846 được bổ tạm quyền án sát Quảng Ngãi. Tháng 9 năm đó, ông được bổ làm phủ thừa Thiền.